Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10: Người tù kỳ lạ. Chiếc xe ngựa rời đường Saint-Honoré và rẽ sang góc phải trong một đoạn đường ngắn dài 30 bước, rộng 10 bước, dường như chiều rộng chăn ngang một công trình thấp chợ u ám. Chỉ có tầng trệt trên đó là một mái nhà có gác xếp, gần như cũng cao bằng ngôi nhà. Nhưng phía sau có một kiến trúc cao xuất hiện, đêm xuống làm những ngôi nhà lớn loét tạo thành con đường hẹp thêm hắc ám. Đó là đường Ballet. Một ngọn đèn đường nhợt nhạt mọc trên một trụ tròn lớn có đai sắt ở góc xa nhất của con đường này, gần như đối diện cửa vào nhà tù, làm lóe sáng mặt đường đá lát lớn, tròn, bị bùn và rác rưởi của cơn mưa đến vào cuối ngày, làm cho trơn trượt nay lại làm nấy sương bụi. Một rãnh sâu được đào ngay chính giữa đường hẻm có tác dụng dẫn thông nước và rác, nhưng nó chỉ làm lôi đi nhấp nhô của mặt đường nguy hiểm hơn. Cỗ xe bắt đầu nghiêng, người đánh xe ngừng ngựa gần cột tròn dưới đèn đường và bằng một cử chỉ mệt mỏi và tự động nghiêng trên ghế để mở cửa xe ở phía Marajan. Nhưng nhanh nhẹn, Crawford giữ cửa xe bằng đầu canh. Không, bà xuống ở phía tôi, để tôi qua trước. Tại sao? Cái cột này rất tiện lợi. Cái cột mốc này, ông già ngắt lời khô khan, là cột trên đó những kẻ thảm sát Maya đã xé xác bà de Lamban. Bà sẽ làm bẩn găng. Với vẻ run rẩy ghê tởm, Marianne quay mặt khỏi hòn đá cũ mòn và cầm lấy bàn tay mà người bạn đường đưa cho nàng, để giúp nàng xuống, vừa cẩn thận không đè nặng bàn tay đó. Cơn bệnh thống phong của Crawford đã qua, nhưng ông vẫn đi rất khó khăn. Thấy mọi người xuống xe, nhân viên đang ngủ gục, khẩu súng ở giữa đùi, trong đồn canh gác bẩn đặt gần cửa. Đứng dậy, chính là chiếc non Sako. Các vị muốn gì, tránh xa ra. Nào, ông quân nhân, Crawford thì thầm. Marianne thật ngạc nhiên, lập tức lấy giọng nọt mang đi. Đừng la lân như vậy. Người gác cổng Ducatan là người quê tôi và con gái Madeleine và tôi dùng bữa khuya ở nhà ông ấy. Một đồng bạc lớn sáng lên trong chốc lát dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn đường của phản chiếu ánh sáng như thế trong mắt anh nhân viên, bật cười lớn, chìa tay ra và bỏ túi đồng bạc. Phải nói ngay chứ ông tư sản, bố Ducatan là một người tử tế và từ thời ông ấy ở đó, ông ấy có thời gian kết bạn, tôi cũng vậy. Người ta sẽ mở cửa cho các vị. Chơi một nắm tay mạnh mẽ, anh ta gõ vào cánh cửa thấp, trên có chân vòm cài chấn song to, đưa lên hai bậc thềm mọt cũ. Hey, bố Ducatan, có người cho ông. Trong khi người đánh xe ngựa xoay con ngựa trong đường hẹp Rue de Sicile để đợi gần Saint Paul, cửa hé mở và một ông đội mũ len màu nâu cầm một ngọn nến trên tay, ông giơ nó lên đến tận mũi của các vị khách. Rồi có lẽ nhận ra ông phải tiếp ai, kêu lên: "À, anh họ Crubin, anh đến trễ rồi đây. Chúng tôi sắp ngồi vào bàn không có anh. Vào đi, bé Madeleine, chào thật mau lớn và đẹp." "Chào bác họ," Maria lắp bắp và cố ram vẻ càng tính lẽ càng tốt, vẫn tiếp tục lao vào vẻ dồn dã quen thuộc. Ducatan đảm bảo với anh nhân viên rằng người ta gửi đến cho anh một pint rượu Calvados để trả giá cho anh về lòng tốt cho họp vào. Rồi đóng cửa, Marianne thấy nàng ở trong một lối vào nhọn kết thúc bằng một cửa nhỏ. Bên trái là đội lính gác có cửa mở hé, lộ ra bên trong được soi sáng bằng hai chiếc đèn hơi tỏa sang, cùng bốn lính gác chia bài và hút ống tẩu. Luôn nói lớn, Ducatan dẫn đến những người đồng hương về lối đi hẹp, giúp họ vượt qua. Ông mở ra một căn phòng khác tối tăm, ở cuối có một cửa nhỏ thứ hai. Ducatan dừng lại trước khi vượt qua. Nơi ở của tôi hướng ra đường Rue de Sicile. Ông thì thào, tôi sẽ đưa ông đến đó thưa ông, và tạo tiếng động để bọn lính gác không nghi ngờ gì về bữa ăn khuya của chúng ta. Đáng lẽ tôi đưa ông vào cửa riêng, nhưng tốt hơn nên hành động công khai. Tôi sẽ đi một mình, Ducatan tốt bụng. Crawford thì thào và gật đầu tán đồng. Hãy đưa bà đây đến chỗ người tù mà ông biết rồi đấy. Ducatan ra hiểu rằng đã hiểu và mở cửa nhỏ. Vậy thì qua đây, vì đó là một người tù đáng giá. Người ta không để ông ta ở trong nhà mới. Ông ta ở với những người tốt,
trong phòng của con đê và gần như một mình. Vừa nói, Ducate mở một cánh cửa hướng xa, lần này một cái sân mà ông dẫn Marianne băng qua, trong khi Crawford đi bên trái về phía sân mà người ta gọi là sân bếp, có mùi hương nặng của mỡ cháy rất nhiều, và trên đó có chỗ ở của người gác cổng. Theo người cai ngục, Marianne ghi tởm nhìn những ngôi nhà thấp bao quanh cái sân, lớp nền lá không liền lạc, không một bóng cây, như về bên kia mở ra một nhà tù thực sự. Những bức tường cao hắc am lấm chấm rêu phong, trố nhiều cửa sổ hé mở, đằng sau nghe được những tiếng cào nhào, tiếng động của những con người ngu ngốc và nguy hiểm, bị nhốt vì phạm tội và sợ hãi. Bốn tầng đầy những kẻ lừa đảo, trộm cắp, buôn lậu, tù khổ sai bỏ trốn và bị bắt lại, những kẻ giết người, tất cả những gì bọn đạo tặc Paris và mặt khác đang nôn mửa trong lưới của cảnh sát. Không phải là sự khắc khổ phong kiến, nhưng còn sạch sẽ của Vincennes, cũng không phải nhà tù quốc gia, nơi nhốt tù chính trị, là nhà tù đê tiện và xấu xa nơi người ta chồng chất nhau trong hỗn tạp. Người ta kho nhốt ông ta vào một góc gần như yên tĩnh. Ducaten tâm sự với Marianne và giữ nàng dọc một cầu thang có lan can sắc rèn, nói rằng vào thời quận công Fox chắc là cao quý và đẹp, nhưng những bậc thềm vỡ và trơn trượt khiến việc trèo lên khá nguy hiểm. Phải nói với bà rằng nhà tù đầy người, giá lại nó không bao giờ ngớt. Này là ở đó, ông nói thêm, và chỉ một cánh cửa rào sắt xuất hiện trong lõm sâu. Qua cánh cửa mà người gác cổng mở ra, một chút ánh sáng lướt qua hành lang. Có khách, ông Beauvoir, ông nói khi mở và trước khi kéo khóa cửa, rồi nói nhỏ hơn với Marianne. Đừng giận tôi thưa bà, nhưng tôi không thể để bà ở đây hơn một giờ. Tôi sẽ đến tìm bà trong khoảng đó. Rất tốt rồi, và tôi cảm ơn ông. Cánh cửa mở ra gần như không tiếng động, và Marianne luồn vào lối được mở ra, hơi ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt nàng. Ngồi hai bên một chiếc bàn xấu, hai người đàn ông chơi bài với ánh sáng ngọn nến trong một góc cuộn tròn trên một trong ba chiếc giường nhỏ. Cái gì đó có lẽ là một người đàn ông khác ngủ trong giấc ngủ kích động. Một trong hai người chơi bài là Jason. Người kia là một nhân vật khoảng 35 tuổi, cao lớn, tóc nâu và có một vẻ ngoài lực lưỡng, với gương mặt khá đẹp, đường nét đều đặn, cái miệng nhạo báng và cặp mắt đen nhanh nhạy và dò xét. Thấy một phụ nữ bước vào, anh ta đứng dậy trong khi ra sông. Quá ngạc nhiên vì sự thăm viếng này, không nghĩ đến việc làm giống như người kia và vẫn ngồi cầm bài trong tay. Marianne, anh kêu lên, là bà, nhưng tôi tưởng. Tớ cũng tưởng cậu có giáo dục đây, đồng chí. Bạn tù của anh mỉa mai, người ta chưa bao giờ cho cậu biết phải đứng lên để đón một quý bà sao. Máy móc, chàng thanh niên đứng lên và không vững trên đôi chân. Đón vào tay Marianne bổ nhào vào lòng anh, vừa cười vừa khóc. Tình yêu của em không chịu nổi nữa, em phải đến. Điên rồi, em đang bị lưu đày, có lẽ bị truy tìm. Anh phản đối, nhưng hai tay anh đang ôm lấy gương mặt của thiếu phụ để kéo đến gần mình. Trong gương mặt, hoa sạm răng vì những ngọn gió đại dương, nên dài từng lễ trong lao tù không thể làm nhạt đi. Đôi mặt xanh lam của anh sáng ngời niềm vui, nhưng miệng anh dường như từ chối chấp nhận. Biểu hiện của anh thông thiết với một người mạnh mẽ như thế là của một đứa bé đau khổ không còn chờ đợi gì nữa. Và tuy nhiên, một ông già Noel vô danh đến với món quà đẹp nhất. Anh nhìn Marianne không thể nói lời nào hơn nữa. Và bỗng chợt, ghiết chặt nàng vào lòng, anh bắt đầu hôn nàng với nhiệt tình đói khát. Còn về thiếu phụ, nàng buông thả, nhắm mắt, sung sướng muốn chết. Nàng không thể thấy rằng người đàn ông ôm nàng trong tay bẩn đến phát sợ, cạo râu rất tệ vì người thợ cạo không hành nghề hàng ngày, mà khi làm trong cái dinh thự kinh khủng này và trong tù có mùi rất nặng, đối với nàng rõ ràng thiên đường không có gì tuyệt vời hơn để tặng cho người phàm. Đứng người này gần cửa, người kia bên cạnh bàn, Ducaten và người tù nén hơi thở và bị thu hút, nhìn và mỉm cười cảnh tượng yêu đương bất ngờ đó. Nhưng dường như cảnh này hơi kéo dài, người thứ hai nhún vai ném bài lên bàn và tuyên bố: Tốt, tôi là người thừa Ducaten, ông mời tôi ăn khuya chứ? Chắc rồi cậu trai, món nước của cậu đã bày sẵn rồi. Những lời này được trao đổi có tác dụng gỡ vòng tay của hai người yêu nhau, vì hơi ngượng ngùng đã quên quá nhanh những người còn lại.
nhìn hai người kia vui vẻ ngượng ngập đến nỗi người tù bật cười. Đi nào, đừng làm rạp vẻ như thế, tớ biết thế nào là tình yêu và tớ cũng biết nhiều người đang yêu khác. Nhưng Marianne phật ý, nhìn gã đang cười bằng ánh mắt sấm sét và chỉ về phía người gác cổng. Cô cần áp đặt thêm nữa cho ông Beaufort, bọn người hỗn tạp này. Bọn người như tôi, bà muốn sao thưa bà, nhà tù quá đầy và người ta không chọn được. Nhưng chúng tôi không bắt quà như thế, có phải không anh bạn? Không, Jason nói và không ngăn được mỉm cười trước vẻ mặt khó chịu của Marianne. Chuyện đó có thể tệ hơn, anh sẽ giới thiệu với em. Để đó, người tù cắt lời. Tớ muốn tự giới thiệu, bà thấy trước mặt mình quý bà xinh đẹp, một con mồi của nhà tù khổ sai chân chính mà người ta rất ít gặp trong các phòng khách. François Vidocq dùng Ara đã 3 lần bị kết án khổ sai và đang trên đường quay lại đó. Tôi trân trọng chào bà và đi ra hậu trường như người ta nói trong rạp hát. Đến đây Ducatain, tôi đói rồi. Còn người đó, Marianne nói giận dữ và chỉ cái gói đen nhẽm vẫn kích động trên giường và kêu lên những tiếng gầm gừ không rõ. Các ông không mang hắn đi thế sao? Ai? Linh mục, ông ta gần điên và chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. Ông ta không làm phiền hai người đâu. Và đáng tiếc, nếu đánh thức ông ta dậy thì ông ta mơ những cơn ác mộng đẹp. Hẹn lát nữa. Và gần như được người gác cổng hộ tống một cách cung kính, người tù lá lùng dường như hoàn toàn ở nhà mình. Rời Salim để đi ăn khuya ở nhà người cai ngục, như thế đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Đó là một người có quyền thế mạnh, Marianne kêu lên khi kinh hoảng ngắm họ đi xa. Nhưng người đó là ai? Anh ta đã nói với em rồi. Jason nói và ôm nàng trong tay. Đó là khách quen của nhà tù khổ sai, thường xuyên giật ngục, thường xuyên bị bắt lại. Nhưng người ta gọi là ngựa quen đường cũ, là một kẻ sát nhân à? Không, chỉ là kẻ cấp thôi, sát nhân ở đây là anh. Jason nói buồn bã, còn anh ta đó là một cậu trai kỳ lạ, nhưng anh mang ơn cậu ta cứu mạng. Anh, phải đó, em không biết nhà tù là thế nào đâu. Đó là một địa ngục có quỷ dữ, tất cả những gì hèn hạ, tàn bạo, đê tiện bị nhốt trong đó, và luật ngữ chỉ ở đó là luật của kẻ mạnh nhất. Anh là người nước ngoài, một người ăn mặc chỉnh tề. Điều đó đủ cho người ta xòe móng vuốt với anh trước tiên. Đáng lẽ người ta đã ám sát anh một cách nham hiểm nếu không có François. Cậu ấy bảo vệ anh và ở đây danh tiếng của cậu ta rất lớn. Cậu ta có cách chế phục bọn giả thú này. Giờ này, tên quỷ tội nghiệp đang ngủ ở đó. Cũng mang ơn anh ta vì còn tồn tại. À, bậc thầy dược ngục cũng đang gia gì đó. Ngay cả người cai ngục cũng kinh trọng cậu ta. Chính em đã thấy rồi đó. Marianne hiểu rõ hơn Jason tưởng tượng mối hiểm nguy mà anh phải trải qua khi đến Fox. Đêm duy nhất trải qua trong nhà tù San Lazare đã để lại cho nàng một hồi ức không thể xóa nhòa. Và đôi khi trong những cơn ác mộng, nàng lại thấy gương mặt kinh khiếp của mụ đang bóc. Cô gái đã cố giết nàng chỉ vì nàng trẻ và đẹp. Nàng lại thấy hai con mắt vàng, nụ cười hắc ám của cô ta và con dao thô lỗ mà cô ta sử dụng rất giỏi. Thình lình trên chiếc giường tồi tàn, cái gói đen là một linh mục giật mình kêu lên và ngồi dậy. Marianne có thể thấy một gương mặt hốc hác đầy sâu, cặp mắt cuồng loạn nhìn nàng khiếp đảm. Bình tĩnh, Jason thì thào rất nhanh, đó là một người bạn. Linh mục lắc đầu, thở dài và ngoan ngoãn nằm trở lại, quay hẳn lưng về phía hai người. Đó, Jason nói vui vẻ, ông ta không cử động nữa, đó là một người có giáo dục. Nhưng hãy bỏ qua những chuyện đó, đến ngồi cạnh anh, để anh nhìn em đẹp quá, đừng nói gì hết. Anh kéo nàng đến một tấm ván có phủ tấm chăn bị nhảy căng và đặt nàng ngồi, ngấu nghiến nhìn nàng. Thật ra chiếc áo giản dị bằng vải bạc can in hoa, thật tỉnh lẽ, có thể giờ rất vừa mà Marianne mà không chứng minh sự phấn khởi của anh. Nhưng chưa bao giờ, ngay cả khi nàng mặc những chiếc áo tiên nữ và trang sức trong mơ, ra xong lại nhìn nàng như vậy, thật vừa tuyệt vời vừa vô cùng bối rối, rất bối rối đến nỗi Marianne cô phản ứng. Dịu dàng nàng hôn lên gò má lõm chõm của anh. Làm gì đúng lúc em đến đi nói, và chúng ta có rất ít thời gian. Không, em im đi, anh không muốn phá hỏng giây phút này với những lời nói, vì khoảnh khắc này chúng ta có lẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Vì đã quá lâu, anh toan xin trời cao cho phép anh tìm lại em ít nhất một lần. Anh muốn dùi mặt vào cổ nàng, nhưng cảnh giác nàng đẩy anh ra. Anh muốn nói gì,
tại sao chúng ta không gặp nhau nữa? Vụ kiện này, anh không có chút ảo tưởng về vụ kiện này. Anh giải thích thật kiên nhẫn và anh không hề cảm nhận. Anh sẽ bị kết án, tội gì không phải? Nàng không thể phát ra cái chữ trong nhà tù này. Có điều gì đó xác thực một cách kinh khủng. Nhưng ra sông lắc đầu. Có thể lâm và thậm chí phải chờ đợi điều đó. Không, đừng thét lên. Anh nói thêm và nhanh chóng bóp nghẹn với tay mình sự phản đối mãnh liệt của mình. Tốt hơn nên nhìn thẳng vào sự việc. Tất cả mọi bằng chứng đều chống lại anh. Trừ ra điều gì đó xảy ra là người ta tìm ra thủ phạm thật sự, thì các quan tòa sẽ kết án anh. Anh biết mà. Nhưng sao cùng thật điên rồ, thật mất trí. Tất cả không phải đã mất hết. Ra xong, Arcadius đã đi S đến chỗ Jose để mời ông ta về làm chứng. Jose có thể nói những mối quan hệ tồn tại giữa em và Blackfish, nhưng ông ta không thể khẳng định rằng anh không giết ông này. Em thấy không, vụ này là kết quả của một dính líu chính trị nguy hiểm. Anh bị mắc vào rõ. Vậy thì ông đại sứ phải bảo vệ anh. Ông ta sẽ không làm đâu. Chính ông ta đã nói với anh, Marianne, ngay ở đây, vì bảo vệ anh là một cách gây thất bại cho cuộc thương thảo đang diễn ra giữa Tổng thống Madison và nước Pháp, để các sắc lệnh về phong tỏa lục địa bị hủy ở Hoa Kỳ. Điều đó khá phức tạp. Không, Marianne ngắt lời hung ăn. Em biết Taylor Rand đã nói với em về các sắc lệnh Bạc Lan và Milan. Thật ra một người đang quy. Ra xong nói với nụ cười, nớ miệng. Vậy thì những điều kiện của nước Pháp là thế này. Nước Anh phải đạt được từ Anh, mà chúng tôi có quan hệ rất tệ, rằng nước Anh phải hủy bỏ cái mà người ta gọi là lính hội đồng. Nói cách khác là trả đũa các sắc lệnh. Và dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên là Hoa Kỳ không can thiệp vào hành động công lý có liên quan đến Anh. Vì vụ tiền giả quá nghiêm trọng, quân công được Calo đã viết về chiều hướng này cho John Armstrong. Ông này rất buồn, nhưng ông không thể làm gì được. Ông ta hầu như cũng bị cầm tù như anh. Em hiểu không? Không, Marianne cứng đầu nói. Em không bao giờ hiểu rằng người ta hy sinh anh. Vì đúng là như vậy, có phải không? Đúng là vậy. Nhưng nếu người ta nghĩ rằng đất nước anh đi đến mức gây chiến với nước anh để chứng minh niềm tin với Napoleon, nếu các lệnh hội đồng không được hủy bỏ, em tưởng tượng được rằng tính mạng của anh không có chút quan trọng nào. Và rằng mặt khác, anh không muốn họ đi đến mức đó. Em thấy không, tình yêu của anh, mỗi người phục vụ theo sức của mình. Và anh yêu đất nước mình hơn tất cả trên đời, hơn cả em, phải không? Marianne thì thầm chứ không. Nhưng Jason không trả lời. Đôi tay anh siết chặt thiêu phụ. Và một lần nữa anh tìm đôi môi. Tim anh đập rất mạnh, nhưng có vẻ đập trong chính lòng ngực của Marianne. Nàng cảm thấy tâm thần to lớn của bạn rung lên áp vào lòng mình. Và nàng cũng cảm nhận rằng anh không còn tự chủ khao khát bay lâu kềm nén mà anh có đối với nàng. Mặt khác, khi rời dây lát cái miệng mà anh làm say sát khi đam mê cuồng nhiệt, anh gian này, anh gian em dịu hiền của anh. Có lẽ lần duy nhất bây giờ chính anh đòi em để anh yêu em. Tim của Marianne chồm lên. Dịu dàng, nàng vẫn đẩy anh ra. Và vì anh than vãn đau đớn, nàng thì thầm: một lát đã tình yêu của em, chỉ một lát thôi. Lúc đó, được nâng bổng bằng một tình yêu mạnh hơn tất cả kìm nén và thẹn thùng, nâng cấp vài bước với ông linh một xa lạ, dù con ngủ hay không, quay lưng với họ, mặt hướng về xa sông, gần như quỳ gối nhìn nàng cuồng nhiệt. Marianne nhanh nhẹn làm rơi trên nền đá lát bẩn thỉu nào áo dài, áo lót và quần, rồi với vẻ sức sượt kiêu hãnh đến áp tâm thân trần vào tay đang chìa ra, và tấm dáng dơ bẩn và gồ ghề dùng làm giường cho Jason chuyển trong thoáng chốc thành chỗ nằm thật nguy nga, thật êm dịu với Marianne mà không có nơi nào có thể sánh được, ngay cả cung điện của hoàng thân mà nàng đã ngủ trong những đêm cô đơn. Nhưng thiêu phủ ban phúc cho cảnh tranh tôi tranh sáng của nhà tù, vì Jason đã thổi tắt nến và ánh sáng chỉ đến từ một ánh trăng sáng yếu ớt, cho phép nàng giấu che tình nhân với sẹo còn đó của vết bỏng mà Chernyshev đã ấn lên. Nàng không muốn và cũng không bắt buộc phải nói dối anh, cũng không cho một lời giải thích sẽ làm suy sụp niềm vui nồng nhiệt của Jason khi chiếm hữu nàng. Vào giây phút duy nhất này, khi Marianne cuồng cuộn hiểu rằng điều đó có nghĩa là có chung một da thịt,
Quá khứ phải được xóa tan hoàn toàn và tương lai đang đe dọa cũng ngừng chiến. Khi cửa lại mở ra một lúc sau, nến đã được thắp lại và Marianne với sự giúp đỡ của Jason đã mặc xong áo. Nhưng không phải là Ducatan trở lại, người tù tên François Bidoc dừng trước ngưỡng cửa và quấy quải tựa dài vào bán lề cửa, liếc nhanh về phía linh mục bắt đầu ngay như ông đàn đai phong cầm, rồi nhìn hai người trẻ tuổi với vẻ vui thích. Chắc bà là người rất tốt thưa bà, anh ta lưu ý nhìn về phía Marianne, bà đã cho cậu ấy điều duy nhất có thể lên tinh thần. Ông xen vào làm gì chứ, thiếu phụ trả đũa chẳng dữ hơn anh ta tưởng. Nàng cảm thấy đỏ mặt đến tận chân tóc và trung thành những nguyên tắc xưa. Tìm trong cơn giận biện pháp tạm thời cho mọi tình cảm ngượng ngùng. Nàng nổi cáo ngay. Ông không biết mình nói gì nữa. Nàng nói thêm, điều duy nhất có thể làm lên tinh thần với ông đây là nhận ra sự vô tội của anh ấy và kèm theo trả tự do cho anh. Chúng ta đều ở trong tay của Chúa. Vì trọc khẳng định hơi qua thành kính nên có lẽ không nghiêm túc, không ai biết ngày mai ra sao. Và như thi sĩ nói, kiên nhẫn và thời gian làm nhiều điều hơn bạo lực và điên cuồng. Và tức nước dở bờ, ông có nghĩ rằng tôi đến đây để nghe tục ngữ không? Jason, nàng kêu lên và cuống cuồng quay về phía người yêu. Jason, anh hãy nói với hắn rằng anh đã mất tất cả, rằng anh không còn hy vọng nữa ngoài chuyện vượt ngục. Và nếu anh ta vừa là bạn anh như anh tự khoe khoang và là vua trong nghệ thuật thoát khỏi cảnh sát, thì anh ta phải hiểu. Một tiếng ngáp dài sắc sửa của người tù kỳ lạ đã chấm dứt đột ngột sự gợi ý của Marianne, bị mất hứng nhìn anh ta bằng ánh mắt như muốn giết người, trong khi anh nói thêm chỉ ngón cái về phía cửa mở. Tôi không muốn chơi trò phá đám, nhưng Ducatan đợi bà, quý bà xinh đẹp, và phiên trực sẽ đổi trong vòng 5 phút. Phải đi, Marianne. Jason nghiêm nghị nói, trong khi bằng một cử chỉ bản năng, nàng siết chặt anh. Và phải biết lý lẽ, em đã cho anh hạnh phúc lớn nhất. Anh sẽ không ngừng nghĩ đến em, nhưng chúng ta phải vĩnh biệt. Vĩnh biệt? Không bao giờ. Tạm biệt chỉ vậy thôi, em sẽ trở lại. Và không, sẽ không thận trọng và anh cấm em. Em quên là chính em cũng bị lưu đày sao? Anh cần ít ra là yên tâm về số phận của em. Anh không muốn gặp lại em sao? Nàng rên rỉ muốn khóc. Dịu dàng, anh hôn lên đầu mũi nàng, rồi mắt nàng, rồi đến môi nàng. Đồ ngốc, anh chỉ cần ngắm mắt là gặp lại em, và em không hề rời xa anh. Nhưng anh phải khôn ngoan cho cả hai người, ít ra là hai người, vì có lẽ còn có cuộc đời của em. Còn hơn 4 phút nữa, người cai ngục thì thào với cái đầu hoảng hốt của ông ta xuất hiện qua khe cửa. Phải nhanh lên thưa bà. Lúc đó thật can đảm, sau cái hôn cuối cùng, Marianne tách ra khỏi xa sông. Nàng sắp lao ra cửa thì Vít Đốc giữ tay nàng lại và thì thầm. Bà có biết các thi sĩ Ba Tư không, thưa ngài? Không, nhưng một trong số họ đã viết, trong lo âu đừng mất hy vọng. Vì thứ tinh túy nhất nằm trong xương rắn rỏi nhất. Bây giờ chạy nhanh đi. Nàng liếc nhìn anh ta đầy ngờ vực và với cái hôn gửi bằng đầu ngón tay, nàng chạy ra gặp Ducatan đang xoay trước cửa như con gấu trong chuồng. Nhanh lên, ông thì thào và dỗ dàng đóng cửa. Chúng ta chỉ còn 3 phút, nắm tay tôi, chúng ta phải chạy. Cả hai lao về phía cầu thang, trong khi ở những hành lang xa đã ngân vang tiếng chân nhịp nhàng của hiến binh đổ ca. Đồng thời nhà tù có vẻ tỉnh dậy với tiếng dài đinh nặng khua. Khắp nơi rầm rầm những tiếng chửi thề, rủa xả, những tiếng la hét khiếp đảm, tạo cảm giác thật sự rằng đằng sau mỗi cánh cửa cao bẩn, xôn xao một địa ngục thu nhỏ. Mùi hôi đã rất nặng trong tù ra sông, càng không thể chịu nổi khi bước qua một số phòng giam. Và Marianne khi tìm lại làn không khí mát ban đêm trong sân crepe, hít thở từng hơi dài, nàng và người bạn đồng hành đã đi lại bình thường và người gác cổng buông tay thiêu phụ. Lưu ý, tôi tin rằng uống một ly là tốt cho bà cũng như cho tôi. Thưa bà quá nhợt nhạt khi bước ra và tôi thì sợ quá. Cho tôi xin lỗi, nhưng hãy cho tôi biết tên François Bidoc có thật sự là tù khổ sai vượt ngục không? Chắc rồi, các tên cơm có thể thu xếp như họ muốn. Họ không thể nào giữ được hắn. Mỗi lần hắn đến đều luồn qua kẻ tài họ. Chỉ là tật của hắn không sao sửa được và luôn làm trò dại dột nên bị đưa trở lại đây. Nhưng không nên lầm lẫn, hắn không nguy hiểm, hắn chưa bao giờ giết ai.
cho nên người ta lại trả hắn về tù khổ sai. Hắn biết hết các nhà tù, tù Long, Rochefort, Press. Ôi, tôi không tin hắn thích nhất chỗ nào. Lần này cũng sẽ như các lần khác, người ta sẽ đẩy hắn đi, và hắn sẽ thoát ra chỉ trong một thoáng như thường lệ. Và người ta lại cho vào tù phán xử xiềng xích, và sau cùng nhốt hắn đến khi một tên cơm căng thẳng khoác trang và giết hắn. Thật ra, vậy cũng đáng tiếc, đó không phải là một con ngựa tội. Nhưng Marianne không nghe ông nữa, nàng cân nhắc trong sâu tâm trí từng lời mà người tù kỳ lạ này đã thì thầm với nàng. Anh ta đã nói đến hy vọng, và đó là chữ duy nhất mà nàng thật sự cần nghe trong khi Jason không nói ra. Hơn nữa, anh rất chịu đựng, gần như lạnh lùng, hoặc ít ra với vẻ điềm tĩnh làm nàng hoảng sợ. Để chịu khổ hình cuối cùng vì lợi ích của tổ quốc, anh ấy sẽ không chết, nàng gầm lên trong lòng. Mình không muốn người ta giết anh ấy và anh ấy sẽ không chết. Nếu các quan tòa giam kết án anh ấy, hoàng đế sẽ nghe mình. Dù muốn dù không, ngài phải cho anh ấy được sống. Đó là điều duy nhất quan trọng. Ngay cả tính mạng bảo toàn có nghĩa là cái chết chậm, mà người ta gọi là tù khổ sai. Cho đến đó, nàng sẽ xem xét như đó là một loại phòng chờ của địa ngục, mà người ta không thể ra khỏi đó mà còn sống. Nhưng người này viết đốc lại là minh họa sống của điều ngược lại. Và nàng biết rõ rằng khi nào Sa Sông còn sống, nàng Marianne sẽ dâng hiến mỗi khoảnh khắc của đời mình để giật anh ra khỏi số phận bất công đang chực chờ. Bằng cả sức lực, bây giờ nàng đẩy lùi nỗi sợ, lo âu, nhưng nhất là lời vĩnh biệt. Không một nguyên tử nào trong người nàng mà không thuộc về Sa Sông Beaufort. Nhưng ngược lại, nàng xem như từ nay Sa Sông thuộc về nàng, và chỉ thuộc về nàng thôi. Chưa bao giờ nàng cảm thấy có nhiệt tình chiến đấu đến thế. Ngay cả khi cầm kiếm trên tay, nàng tấn công Francis Ramir để đòi lại danh dự bị giấy bẩn của mình. Nhiệt tình của dòng máu ô vẻ xưa và tính bất khuất không dời đổi của dòng máu Anh kết hợp trong nàng đã cho nàng mọi đức tin của chiến binh, của những phụ nữ mà nàng xuất thân, và đánh dấu chuyện tình của họ, sự trả thù của họ và những niềm đam mê của họ. Agnes de Ventadour tham gia thập tự chinh để trả thù một người tình không chung thủy. Catherine de Montsanvi vì tình yêu với chồng đã trăm lần liều chết. Isabelle de Montsanvi, con gái bà, quá bao điều kinh khiếp của chiến tranh hay hoa hồng, đã tìm được hạnh phúc. Lucrèce de Gandane cầm vũ khí trên tay chiến đấu để giành lại bằng bạo lực pháo đài Tournoen. Sidonia Assena không chiến đấu như một người đàn ông, nhưng đã yêu như một phụ nữ suốt thời Bronze. Và nhiều phụ nữ khác, khi Marianne có thể ngược dòng lịch sử của các phụ nữ gia đình nàng, nàng tìm lại con đường tương tự. Vũ khí, chiến tranh, máu, tình yêu chỉ có định mệnh thay đổi dự định của đời nàng. Nhưng khi theo người gác cổng Ford xuyên qua hành lang ẩm ướt dẫn ra ngoài, nàng cảm thấy cuối cùng nàng chấp nhận gánh nặng đè nát di sản mà nàng là con gái và em gái của những phụ nữ đó. Vì cuối cùng nàng đã tìm thấy lý lẽ để tranh đấu, và nhất là để sống. Như vậy không có nỗi buồn nào trong nàng, không có nỗi đau nào, nhưng lại là tình cảm hạnh phúc ngây ngất và chiến thắng từ mỗi giây phút nồng nhiệt mà nàng vừa được sống, và nhất là một sự bình an nội tâm. Tất cả đều trở nên đơn giản. Nàng và Jason chỉ còn một trái tim, một da thịt. Nếu một người chết, người kia sẽ đi theo, và tất cả được định sẵn.